Thời gian qua, số vụ trộm cắp cướp giật xảy ra tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, phòng giao dịch ngân hàng thương mại trên địa bàn cả nước có dấu hiệu gia tăng. Trước tình hình trên, mới đây, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quân phát tờ rơi, tuyên truyền cảnh báo cho người dân để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện có 63 tiệm vàng, 95 phòng giao dịch của các ngân hàng. Trước dự báo tình hình tội phạm trộm cắp, cướp tài sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán có chiều hướng diễn biến phức tạp, các chiến sĩ Công an thành phố đã trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và các chi nhánh ngân hàng, tuyên truyền, cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, cách nhận diện và phòng ngừa, xử lý tình huống khi phát hiện đối tượng có hành vi trái pháp luật. Đợt cao điểm tuyên truyền của Công an thành phố dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 1 năm 2024.